Đây là hình ảnh diễn ra ở các điểm xe buýt khu vực km 3 và khu vực xe buýt đi tỉnh Đắk Nông ở quỹ đường Lê Hồng Phong, thành phố Buôn Ma Thuột. Lợi dụng những lúc hành khách đông chen nhau lên xuống xe buýt, bọn xấu đã móc túi lấy trộm ví tiền, điện thoại di động và các tài sản có giá trị của nhiều người. Qua một số vụ được phát hiện bắt giữ thời gian gần đây, có những đối tượng tái phạm nhiều lần và có nhiều thủ đoạn tinh ranh. Thậm chí, có đối tượng nữ còn vịn vào chuyện sinh và nuôi con nhỏ làm bình phong dễ dàng đi móc túi và tránh khỏi bị giam giữ khi cơ quan công an xử lý. Bà con khi đến các khu vực bến xe buýt có đông người cần lưu tâm cảnh giác và lên xuống xe có trật tự hơn.